Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Liên Quân Mobile là cũng đã siết chặt hơn về cái cách lập leak. Đấy. Mỗi một số điện thoại thì chúng ta sẽ chỉ lập được 3 tài khoản thôi nhé các bạn. Và đây là mình vừa mới lập cái nick này lúc nãy xong. Đấy. Đấy, mình sẽ nhận thưởng này. Cũng lên cấp 6 rồi. Hiện tại lập nick mới thì sẽ có rất nhiều ưu đãi nhé. Đây. Mình sẽ ấn vào thông số này. Đây, mình mới chơi được 3 trận. Nhưng mà đã có 10 tướng rồi. Mình sẽ ấn vào tướng này. Đấy. Đây rất là nhiều tướng này, như có trợ xạ thủ như là có Van Heel này, Whip này, Teo này. Đấy. Nếu mà các bạn đăng nhập liên tục trong vòng một tuần thì chúng ta sẽ có thêm rất nhiều tướng nữa. Đây, chúng ta ấn vào sự kiện ở đây. Sẽ có sự kiện tân thủ. À, đây, nó ra luôn đây này. Khi đạt cấp nữa này. Đạt lên cấp 16 thì chúng ta sẽ được full ngọc. Để đạt cấp cấp độ nhanh khi chúng ta lập nick mới thì các bạn sẽ ấn vào shop. Ấn vào vật phẩm. Các bạn ấn vào shop Ruby. Đấy. Các bạn kéo xuống dưới. Muốn lên cấp nhanh thì chúng ta sẽ mua các cái thẻ này. Đấy. Ví dụ như vừa nãy thì mình đã mua là cái thẻ thắng X2 XP. Thì đây nó theo ngày và theo trận. Thì chúng ta sẽ mua cả hai. Đấy, ví dụ như một ngày XP là sẽ được nhân đôi lên này, cộng với lại 4 trận thắng XP thì các bạn sẽ được X3. Lên cấp rất nhanh. Đấy. Các con tướng để chúng ta có thể là chiến thắng. Thì đây thì cái nick này mình lập là để mình sẽ đi đem đi tặng. Đấy. Và sau đây mình sẽ chơi một con tướng có thể là vét máng rất tốt luôn. Đó là con Butterfly. Thường thì chúng ta mới đầu những cái trận này thì chúng ta sẽ toàn gặp là máy thôi. Đấy. Butterfly này ở danh cao thủ thì liên tục được cấm. Còn danh thấp này thì thôi chúng ta tha hồ vét. Đấy. Mình sẽ thu nhỏ cái mặt mình lại đây. Hiện tại hôm qua thì mình mới làm một cái clip thì cái nick hôm qua đấy thì mình đã cho rồi. Đấy, nên là mình lại lập một cái nick khác. Như cái video hôm qua đấy là VCD Game TV2 thì mình vừa lúc nãy mình lập là VCD Game TV3. Đấy. Mình sẽ chơi vài hôm và mình sẽ lại mang đi tặng dành cho những ai mà chưa có số điện thoại để lập nick. Đấy. Bây giờ là chơi Liên Quân thì rất dễ kiếm được tướng nên là mình sẽ mang đi tặng hết nha các bạn. Mình sẽ cố gắng chơi chơi ván này nó nhanh thôi để mình kết thúc video. Còn những ai mà có thích được mình tặng nick thì các bạn sẽ bình luận ở bên dưới video. Đấy, hoặc là inbox trực tiếp cho mình nhé. Số điện thoại Zalo thì mình để ở kênh ấy. 0965 253 321. Đấy. Butterfly đánh với máy thì thường chúng ta cứ farm hết lính nữa. Tại vì con này level đang là cấp thấp, chưa có ngọc. Nếu chúng ta có ngọc thì đi
Để bạn phụ trợ pha máu, búp máu vào thì sẽ không bị mất máu. Đây à. Ôi ôi, nhiều máu thế này. Đúng lắm, đúng lắm. Không được đâu. Hiện tại đây toàn là máy thôi. Nên là mình cứ đi farm đi đã. Farm xong lên level 4 phát là tha hồ vét. Cứ đi farm đi. Kệ cho các bạn ăn một vài mạng đầu đi. Chiến thuật của chúng ta là sẽ phải là farm lính. Farm lính cho nhiều tiền đi, vượt trội so với đối thủ đi. Là chúng ta sẽ ra gọi là xuống núi đấy. Lúc đấy chúng ta mới xuống núi để ăn mạng. Đây. Ăn mạng luôn. Ôi trượt à. Nè, nè. Ulti, ulti. Bực. Hay. Butterfly này chúng ta sẽ tích được 3 cái điểm nội tại này. Thì chúng ta sẽ dùng tiếp được một chiêu nữa. Sử dụng 2 chiêu liên tục luôn. Di văn hẹo. Úi giời. Úi. Chết rồi rồi. Thôi. Chết 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 chết. May quá. May quá, may quá. Tại đang chưa có ngọc nha các bạn, nên là mình đang chưa đánh hạ. Đấy, mình sẽ cố gắng làm có thể là mỗi tuần thì mình sẽ tặng các bạn một nick. Thì lúc mình chơi trong vòng một tuần thì chắc là sẽ lên được level 15 thôi. Hoặc level 20. Và lúc đấy thì danh thì chắc lên được kim cương. Còn những ai mà thích xin sớm thì chắc là sẽ ăn chỉ ở danh bạc thôi chẳng hạn. À, sẽ lên vàng. Cái nick mà mình cho một một em rồi ấy, thì đang là danh vàng. Nghe vừa mười mấy rồi. Farm rất nhanh. Nào. Đấy, khi chúng ta đã farm mạng bằng farm lính rồi thì lúc đấy nào. Lúc đấy thì ví dụ như này. Cân đôi thôi. Crazy à? Đẩy lính vào đi. Ăn con này ạ. Rồi, ok. Mình đang bị ho ho quá các bạn. Rồi. Ăn bạn này.
Nào. Mình sẽ xuống dưới kiếm mạng thôi. Tôi và lai xanh thì thì đúng là bất lực cho các bạn luôn đấy. Nào. Đấy. Rất là hay. Mình sẽ phải đẩy đẩy trụ đi đã. Chỉ mạng rất nhiều. Mình sẽ tích cực đẩy trụ. Đây rồi, có ba nội tại này, chúng ta sẽ ra bắt người. Chiêu thứ nhất lao vào này, tiếp tục này. Nào. Con này nó không không dùng mana nên là mình cứ gặp lính là đánh thôi, lao vào bật ulti à, ví dụ như này. À, lead này xong này, ra đây ăn blue ấy à. Nào, ulti. Ulti. Qua đà kêu ngay. Đâu rồi, còn ai không? Mình phải cố gắng đẩy nhanh cái trụ này. Cố gắng đẩy nhanh cái trụ. Có ba nội tại phát là giết click nắc à, đây rồi. Ui chạy 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 chạy. Đâu rồi, lính đâu, lính đâu? Đây rồi, ok. Đâu, còn ai nữa ra đây? Đây rồi. Nào. Ô, mega kill, hay lắm. Thôi, không được rồi. Mình sẽ lùi ra đây để cố gắng làm quả mega kill của này nhá. Ăn một con lính nữa. Thôi không sao. Ăn người làm lính vậy. Hai mạng. Ô, thoát rồi. Không 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 không. Đây rồi. Chết ngay. Đấy. Lại
farm người luôn. Đâu hết rồi. Thôi thắng. Đấy. Thì các bạn nào thích cái nick, thích cái nick này thì mình sẽ tặng tiếp nhá. Rồi. Chúng ta cùng xem thành quả khi chúng ta đang cắn EXP để xem thế nào nhé. Rồi 7 lần mega kill. Mình mới chơi ván này ván thứ tư thì là 7 lần mega kill rồi. Lên level 7 luôn, từ level 5 lên level 7. Sảnh này. Chúng ta đã có ngọc. Rất hay. 3. Rồi. Đây nó vẫn ép mình là phải ép vào đã. Rồi, quay lại. Chúng ta sẽ quay ra nhận thưởng. Rất là nhiều luôn. Gần như là chúng ta sẽ chơi một trận là lên một cấp. Xong quay ra ấn nhận thành quả thôi. Đấy. Ruby đợt này sẽ rất là nhiều. Đây. Ý là xong. Nhận tiếp. Đấy. Thì các bạn nào mà thích nick này thì cứ bình luận ở bên dưới nhá. À đừng quên ấn like, chia sẻ kênh và bình luận. Xin chào.